chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven.
Thank you.
Mời khách mời, đại biểu khách mời và mời con gái ngồi vào vị trí để chuẩn bị tổ chức tiệc. Khách mời và con cháu nội của có phần cúng tế cho ông bà như vậy là xong. Bây giờ phần thứ hai là phần lễ tiệc và phần tiệc. Kính thưa quý vị đại biểu, các cô, các dì, chú bác, anh chị em, con cháu nội ngoại, giao lễ. Hôm nay ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn năm 2021, tập Trần Phước, Thương Long và Thương Hòa Văn thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ gặp mở tập để tỏ lòng thành kính xin nước mặt tiền nhân đã công khai phá lập nên đoàn Hương Lan ngày nay. Cầu chống khói dân âm mưa thuận gió hòa, con cháu được ấm no hạnh phúc và an lành. Đó chính là lý do buổi lễ hôm nay. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu đại diện 15 gia tộc cả lần biết bay biển trắng biển vàng của Nam, tộc Trần Phước Phú Hòa, tộc Trần Phước Phú Sơn, 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 tộc Trần con trao yêu cho anh sớm có nguồn cây có cội, con người có tổ có tâm có bà có anh con phải đêm phải nhớ đạp đường. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, quên phần đời sớm nhớ về tổ tiên, trong thành kỳ ơi tình thân lâu rồi. Sớm có nguồn cây có cội, con người có tổ có tâm có bà. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tập Trần Phước cầu phép lễ gặp mã tập Trần Thường. Ông Hương Long trở hòa thương để con cháu nồng hòa giao thể ông làm truyền thống uống nước giới hùng tỏ lòng thành kính công đức chân thành quốc mặt tiền năng hạ phòng Trần Phước. Cũng thưa quý vị đại biểu khắp chư thái đồng, cũng thưa các cô các chị anh chị em chú bác ông hạ đặc Hương Long, ông Trần Phước Tuấn là thủy tổ của tập Trần Phước Hương Long tây tập đá địa bàn Quảng Đông Đà Nẵng. Ông bà về đây đã chính là chín đời của tập Trần Phước Hương Long. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên
nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn đời. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiếu trọn đời. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền.